Về đây đối với tôi thật khó khăn, đôi lúc tôi tưởng chừng như không vượt qua được. Thế rồi đó cũng là duyên phận, hương sen đồng tháp hòa quyện trong mái nhà chung của VIP Mật Quán. Ở nơi đó có những con người cần mẫn tận tụy đem dung đất cho mái nhà chung luôn luôn đầy ắp tiếng cười, dù biết rằng phía trước của họ còn biết bao nhiêu là lo toan về tất cả. Dù có nhiều cố gắng để giữ vững cái tay chèo cùng các bạn vượt qua sóng gió khó khăn, rước con thuyền VIP Mật Quán những bước đi lên. Trong cái công tác mà quản lý điều hành thì có lúc có những tình huống nóng vội, rất là chạm cái tâm tư tình cảm và các chuyến bay cộng đồng. Thì hôm nay cho tôi được nói lời xin lỗi. Các đồng chí là 40 năm công tác trong ngành, thời gian hơn nửa đời người với bao thăng trầm, buồn vui, vinh quang và cái đắng, có một đời người theo nghề. Dù gì đi nữa, nghề ngân hàng vẫn là ăn sâu trong máu thịt của tôi. Tôi xin cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn mọi người với những chặng đường đã qua. Tôi cảm thấy rất hài lòng, nhất là cái nghề ngân hàng của mình đã chọn. Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các đồng nghiệp đã có buổi chia tay đầy ý nghĩa và ấm cúng như thế này. Và kính chúc sức khỏe các bạn, các đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.